Chuyên gia Khánh Vân có thể đưa ra một vài đánh giá về các thành phần có trong sản phẩm dạ dày dạ kim đan được hay không ạ? Để giúp cho bản thân Ngọc Huyền này, chị Vân Dung cũng như là quý vị khán giả có thể hiểu hơn về sản phẩm này được không ạ? Có thể nói là dạ dày dạ kim đan thì đây là một cái sản phẩm, ngay cái tên đó là nó đã mang tính chất rất là đặc thù, đặc hiệu để mà hỗ trợ bệnh lý về dạ dày rồi. Tôi đánh giá cao về cái sản phẩm dạ kim đan này ở mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất ấy là trong công thức của nó là có những các cái thảo dược mà có thể nói rằng là đấy là những thảo dược rất là truyền thống trong y học cổ truyền đã sử dụng. Cái thứ hai là đã được nghiên cứu bởi các cái phương pháp của y học hiện đại để đánh giá tác dụng đích thực của nó. Ví dụ như là chè dây này. Vâng. Bây giờ cô nói cho mới biết đấy. Dạ cầm này, rồi thì cam thảo này, rồi thì curcumin chẳng hạn đã được nghiên cứu rất là kỹ và đánh giá tác dụng đối với cái dạ dày rất tốt. Bên cạnh đó thì các cái thảo dược này được sản xuất bởi công nghệ hiện đại đạt chuẩn GMP, cho nên nó rất là an toàn, rất là lành tính và có thể sử dụng lâu dài được, Vân Dung ạ. Và ở đây tôi muốn nhấn mạnh thêm là cái cặp đôi giữa piperin với lại curcumin là hai cái cặp đôi đấy là giúp hỗ trợ cho nhau, và tinh chất của hồ tiêu đã làm cho cái curcumin nó tăng lên, cái tác dụng của nó tăng lên gấp 20 lần so với không có cái tinh chất của hồ tiêu. Và bên cạnh đấy thì curcumin còn có cái tác dụng lợi mật, vì vậy cho nên là giúp cho cái tiêu hóa nó rất. Bệnh lý dạ dày thì ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và cuộc sống của mình. Mình làm công việc văn phòng thì mình cảm thấy là trong quá trình làm việc nó rất là căng thẳng, mình không thể làm được cái việc gì cả, có những cơn đau nữa kéo dài đấy, trong cuộc sống của mình, cho nên là mình thường xuyên bị mất ăn, mất ngủ đấy, không ăn được, không ngủ được, nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình là như vậy. Mình được một người bạn của mình giới thiệu về sản phẩm dạ kim đan thì mình cũng lên mạng tìm hiểu. Khi mà mình tìm hiểu xong thì mình quyết định mình mua cái sản phẩm này về mình sử dụng. Thì sau một thời gian sử dụng mình cảm thấy các triệu chứng như là đau rát này, ợ hơi, ợ chua nó cải thiện một cách rất là đáng kể. Đó. Đấy, từ đó thì mình ăn được, ngủ được và làm việc rất là tập trung. Đấy. Còn cái thành phần của dạ kim đan thì mình thấy nó hoàn toàn từ tự nhiên, nên là mình cảm thấy rất là dễ uống, ai cũng thể uống được và uống rất là ngọt. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.